Thưa quý vị, trải qua bao thời gian thăng trầm cùng những biến động khác nhau về bức tranh kinh tế, đến nay những làng nghề truyền thống tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai vẫn luôn giữ nguyên giá trị. Tuy không hào nhoáng như những ngành nghề mang tính vĩ mô, nhưng các bếp lửa làng nghề bánh truyền thống dường như chưa bao giờ phai tàn và vẫn có một chỗ đứng rất riêng khi nhắc về vùng đất phương Nam, Biên Hòa, Đồng Nai. Nằm trên con đường Đặng Văn Trường thuộc phường Hiệp Hòa, thành phố Biên Hòa, cơ sở kinh doanh của chị Dư Thị Kim Hoàng đã bắt đầu các khâu chuẩn bị cho ra lò những chiếc bánh ít, bánh tét đầu tiên trong ngày. Cơ sở bánh của chị Hoàng hiện nhận đặt hàng và bán 3 loại bánh chính là bánh tét mặn, bánh tét chuối và bánh ít nhân dừa, bánh ít nhân đậu. Không nhiều công đoạn như gói bánh tét truyền thống, từ khâu chuẩn bị nguyên liệu đến khâu chế biến thành phẩm. Việc làm bánh ít đơn giản, ít tốn thời gian và nhân công hơn. Hồi đó là mẹ có gói bánh bán đồ. Rồi mà nghỉ thời gian lâu lắm rồi, cái tự nhiên phát sinh ra gói vậy thôi. Quan trọng nhất là khâu nhân đó. Nhân là mình phải lấy vừa dẻo, vừa rám mà rám mềm để cho nó dẻo. Sau khi nấu bánh xong sẽ được trưng và bán tại nhà. Để gia tăng thu nhập gia đình, chị Hoàng còn nhận đơn đặt hàng trước của khách hàng và giao hàng tận nơi. Thời điểm chưa có dịch bệnh Covid-19, mỗi ngày chị Hoàng kinh doanh được hơn 1.000 chiếc bánh. Đến nay, do tình hình kinh tế, mỗi ngày chị chỉ cho ra 300 đến 500 chiếc bánh. Lúc trước dịch là khi người ta đặt 300, 500, đám dỗ lớn người ta đặt, còn giờ ví dụ như không cho làm đám dỗ thì người ta đặt 150 à. Cả năm nay từ lúc dịch tới giờ là người ta đặt ít lắm. Đối với ngành nghề gói bánh truyền thống, đến nay, phường Hiệp Hòa chỉ còn khoảng 10 hộ kinh doanh còn gắn bó với nghề. Do ảnh hưởng sâu của dịch bệnh, nhiều hộ cũng đã chuyển đổi mô hình kinh doanh sang lĩnh vực khác. Số hộ kinh doanh còn lại cũng tận dụng thêm các hình thức kinh doanh như kinh doanh online, khách đặt hàng qua số điện thoại, Zalo, Facebook. Động viên người ta cố gắng là để người ta giữ cái nghề truyền thống, nhưng nó còn giữ lại cái nét vì gì đó của cái cụ lão phố. Hầu như là người ta tự làm ở nhà. Và người nhà với nhau người ta làm, rồi người ta bán tại nhà, cũng như là bán cho những cái mối quen, người ta tới người ta lấy, người ta đem về, người ta đem đi thôi đó. Thì sau này thì nó cũng xuất hiện thêm một số cái hình thức như là bán online đó, bán trên mạng, giới thiệu hàng qua Zalo. Cứ như vậy trải qua nhiều năm nay, bánh chưng, bánh tét vẫn là những món ăn không thể thiếu trong mâm cơm ngày Tết. Các hộ kinh doanh đang rất mong mỏi tình hình kinh tế sớm khởi sắc để khôi phục được kinh tế gia đình, an tâm làm ăn và tiếp tục phát triển nghề truyền thống của địa phương.